Rồi, hello anh em ha, buổi trưa ấm áp. Hiện nay shop review cho anh em còn 72, tiếp lên xem là 50. Con xe này nhìn có duyên lắm. Để review từng món cho anh em xem ha. Cái đầu tiên là cái bình xăng lớn. Đây là shop vô nè, shop dẹp vô nè, bình xăng lớn CL50 hàng mới ha. Yên CL50 hàng mới. Xi nhan ghi đông là hàng mới hết. Dè cũng là CL hàng gò dày mới luôn. Đó, nước sơn là anh em khỏi lo, cái chiếc xe này nước sơn là anh em khỏi lo luôn. Nước sơn cực kỳ đẹp. Màu đỏ này là về cực kỳ đẹp, về là chỉ có chơi thôi. Lấy cái tay lau sạch sẽ thôi, không cần phải rửa nữa. Nè. Shop lấy về chưa có rửa luôn. Đó, nhìn nó bụi nè, chỉ về vô đồ chơi cho anh em luôn nè. Bình xăng con mới ha, xe này là cục máy 100, đầu lòng rim bình Kentin mới ha. Đó, dên 100, đầu lòng 100 cho anh em. Xe anh em là bao anh em đi tour luôn, bao anh em đi tour xa, đi tour xa luôn. Pha đèn mới ha, xi nhan mới, dè mới, bình xăng yên. Rồi cho anh em giờ qua anh em ra xem số sườn số máy ha. Nói chung anh em mua xe của shop thì anh em yên tâm, số khung số máy là chuẩn chỉ, cặp đẹp là chuẩn chỉ hết cho anh em ha. Đây là nè, anh em nhìn cái nước sơn nè, xe nhìn cái nước sơn nè, đó cái nước sơn nè, đó nước sơn này là mình chỉ lấy cái khăn mình lau sạch sẽ thôi, chứ mình không cần phải rửa làm gì. Đó, bình xăng mới, yên mới, nước sơn này cực kỳ đẹp. Rồi vô số sườn số máy ha, đúng đời SS50V ha. Đó, SS50V không biết trong bị đồ, tại vì cái số nó rõ lắm nên shop không có cào qua làm gì, cái số nó cực kỳ rõ luôn đó. Mà tại vì shop xài điện thoại củ bắp mình không biết là nó có rõ hay không, nhưng mà bao anh em là anh em nhìn ngoài cực kỳ rõ luôn. Rồi số máy, cục máy là cực kỳ sạch sẽ luôn ha, không nhớt nhau bậy bạ ha. Đó, đem nhìn nè, số là chuẩn chỉ, số khung số máy là chuẩn chỉ. Xe là biển số 66 Đồng Tháp ha. Đây, quay biển số luôn cho anh em. Shop mua bán đàng hoàng là không có sợ gì bị che biển số nữa. Đó anh em, mua xe của shop là không có sợ, không ở đây shop là không có che biển số. Quay trực tiếp cho anh em xem luôn. Chứ không có sợ gì che biển số hết. Mặc dù là xe này là không chính chủ. Giá cực kỳ dễ thương luôn, 18.500, không chính chủ ha. Anh em nào muốn rút gốc thì thêm phí. Rồi, qua niền căm ha. À, anh em xem niền căm nè. Xe này nói chung là về là chị anh em chỉ có đổ xăng đi thôi, không có làm gì hết. Tại vì shop làm hết trơn rồi. Nè, niền căm nè, sạch sẽ bóng loáng ha. Đó. Xem nè, niền căm nè ha. Đó, niền căm là sáng giới à. Đó. Đùm zin 67 nha, xe đùm zin 67 nè. Niền âu ni ông. À. Sáng giới à. Câm chì rõ ràng ha, câm chì cho anh em nè. Đó. Phục là phục 67. Đó anh em nhìn. Xe cực kỳ dễ thương, cực kỳ sạch sẽ luôn. Về là cứ đổ xăng đi thôi. Đó anh em xem bánh sau nè. Đó bánh sau vỏ cũng còn ok nha. Liền âu ni ông. Câm chì. Vỏ IRC. Nè, còn ok. Chung vỏ rồi nè. Nè, gai ok ha. Nè, ngon lành ha. Xe này về là anh em chỉ có đổ xăng đi thôi, chứ không có làm gì đó. Đó. Ngon lành cành đào hết. Sườn là không mục không xé ha. Đó, anh em quay từng chi tiết này cho anh em xem nè. Quay nè, từ cổ tới xuống bình xăng luôn, quay rõ ràng chi tiết cho anh em, những anh em ở xa. Tại thường những anh em ở xa muốn coi xe thì phải coi kỹ, nên sắp hiểu điều đó nên quay cực kỳ kỹ cho anh em luôn. Từng chi tiết, từng góc ngách ha, cho anh em. Nói chung từ dàn điện tới dàn máy là shop làm cho anh em rõ ràng hết rồi, ngon lành hết rồi, về là chỉ có đi thôi. Đó, quay dưới luôn, quay ở dưới cho anh em xem luôn, không có nhớt nhau bậy bạ nha. Đó, thường những anh em ở xa xem cho rõ một tí xíu, không có nhớt nhau bậy bạ ha. Đó, đó anh em thấy chưa. Rồi đó, thì sẵn đây nói với mấy ông chú luôn. Tại vì mấy ông chú thì thường mấy ông chú hay điện thoại hỏi sao mày đăng sao mấy ngày sau tao mới thấy còn mới thấy mày đăng của mày không à. Thì ở dưới mấy chú coi ở dưới đường có đường link đó, có cái đường đăng ký và subscribe á.
bấm like và subscribe á, thì mấy chú bút con đăng cái gì là mấy chú nhận được liền à. Còn chú không bấm đăng ký á, thì con đăng không thấy được, mấy chú không thấy được, mấy ngày sau mấy chú mới thấy được. Rồi có gì đăng ký giùm con ha, bấm like và subscribe ha, có cái chuông á, bấm cái chuông giùm con cái. Nha, chúc mấy chú ha. Nên chú dễ thương, có mấy ông chú dễ thương. Rồi, bây giờ tiếp tục thì cái xe này á, giờ review cho anh em ha. Xi nhan, đèn càng, à xi nhan nè. Đó, có làm đầy đủ cho anh em hết rồi. Đó. Xi nhan ha, trái phải. Đó. Đầy đủ hết, trước sau đầy đủ hết. Bên shop em làm là đầy đủ hết cho anh em, những anh em ở xa. Sẽ cố gắng hết sức là về anh em chỉ đổ xăng rồi đi thôi, không có hạn chế phải sửa. Đó, giờ càng nè. Rồi, đó, test máy cho anh em ha. Nói chung là hạn chế nhất có thể cho anh em là không về không có tốn tiền sửa nhiều. Biết là mua xe thế nào anh em về cũng phải làm lắc nhắc những cho vừa ý mình, nhưng mà shop sẽ cố gắng làm những cái gì đó cho anh em để về đỡ tốn tiền xíu ha. Rồi test máy cho anh em ha. Rồi đó, anh em thấy máy nghe êm không, máy cực kỳ êm luôn. Rồi bật cái bô lại cho anh em nè. Đó, bây giờ máy là cực kỳ êm luôn ha. Rồi qua xem cái bô nè, bô này là bô Bắc Thái ha, hàng loại 1. Đó, anh em nghe tiếng ngọc không, nghe tiếng ồ ồ ồ đã không. Shop bán là 650 chưa co ha, 650 chưa co à, này shop có bán vô mới vô bình xăng này là cho ganti, ganti là bao nhuyễn nhừ luôn đó. À, nói chung là shop làm sẵn hết rồi cho anh em, mà đó về là anh em chỉ có đi thôi, không có tốn tiền gì hết đó. Bình xăng mới đẹp không đó, đi một vòng nữa cho anh em xem coi kỹ lên cái, những anh em ở xa coi kỹ lên cái, quay chi tiết nguyên con xe, xe cực kỳ là có duyên, xe có duyên lắm. Cái màu đỏ tươi đó nè, anh em nhìn cái màu đỏ tươi nó nhìn là cực kỳ, cái xe này sườn bóng lắm, màu đỏ tươi nữa đó nè, anh em nhìn đây nè, nhìn cái sườn nè. Đó, cái xe này được cái màu đẹp, màu đẹp dàn chân sáng, giá là sinh viên 18.500.000, không chính chủ ha, biển số 66 Đồng Tháp. Rồi đi qua một vòng để cho anh em xem kỹ cái đó, những anh em xem ở xa xem kỹ ha. Đó, nhìn cái xe nó liền. Đó, full chức năng đầy đủ cho anh em, full chức năng đầy đủ ha. Đó, về đó, không có tốn tiền gì mà làm nhiều á, giờ là chỉ có đổ xăng mà đua thôi. Rồi, thôi nè, bye bye anh em ha, anh em nào mà chưa đăng ký thì đăng ký kênh nhìn cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng ha. Đó, xe này ok lắm anh em, 18.500.000. Rồi đó anh em, 18.500.000 ha. Rồi, rồi bye bye anh em, buổi trưa ấm áp ha, mấy chú nhớ đăng ký kênh giùm con nha, bye bye mấy chú. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.